Nhiều người ở thành phố là nhiều người ta không dám ăn luôn, cái nhà mà thật sự thịt ăn rất là ngon luôn. Ta nói nhìn nó thấy ghê, lúc mà chưa mặn ra thì thấy ghê nghe, rong không hà, rồi cái bắt đầu mặn ra thì là ngon cực kỳ luôn. Món đặc sản của miền Tây đó cả nhà ơi, chuột nướng nè. Mà cũng không dễ dàng thì bắt được con chuột nữa, chẳng ngay luôn có bắt được. Mình phải đi gà bẫy, mình phải lựa chỗ này ha, có chỗ có bụi rậm đồ này kia, có hang rồi thì mới có chuột, chứ không phải mình đi mình đặt cái khơi mà dính được con chuột đâu. Có đùm rồi, nó có đùm chuột mà nó bư ra nhiều á, như là nó bư cục đất nhỏ nhỏ cỡ bằng nhỏ hơn đầu ngón tay này mà bư ra. Mình đi ruộng mình gặp cái đùm nó bư ra vậy ha, là cái đùm chuột là mình lấy gặp mình đặt chân cái đó là dính, hoặc là mình dẫn chó đi đào là dính. Còn mà nhiều người không biết xách cái khơi xách cái lợp cái đồng đặt là không bao giờ dính đâu. Mấy năm trước là nhà đến với kênh của em nghe, bữa nay em đi thăm mấy cái bẫy chuột ở nhà, em có chuẩn bị lò đồ này kia nọ cả. Coi có dính chuột đồ mình nướng nướng ăn tại đồng luôn. Mà không biết có dính không mà chuẩn bị quá trời. Nếu mà không dính thì bay xuống ngò cá luôn, ngò cá lên nướng cũng được nữa. Để em thử mấy cái gặp thử có dính không. Con không có được bự hung nè, nó nhỏ nè, con chuột cạn chuột cơm à. Bữa nay đặt bằng mồi ốc mồi xài rồi, mồi xài cái này hết xài rồi nên lấy mồi ốc đặt. Tưởng đâu không dính mà dính con cũng đỡ. Dính con chuột cơm nhỏ xíu không có được bự hung nữa. Đang xả lúa này cả nhà, ta xả lúa cả này mình em đặt gặp trồng trồng mấy bụi cỏ luôn nè, có chuột. Ôi ôi có dính nữa cả nhà ơi. Cả nhà hai con được bữa hung nữa, đem đi em nướng chui nữa ha, có đem lò than rồi hay nè. Có đem nước thêm luôn nè.
Tại vì nước ở ngoài đây người ta bơm nước ra, người ta xả lúa quá, nước có nước thuốc ấp không mà dơ lắm. Tôi chuẩn bị được ít than. Cái này chăn thành gió mát, có gió rồi nó hiu hiu nữa. Hôm qua đặt hai cái hả, tại vì cái ông chú ổng mượn, có nhà tới 6 cái gặp lần ông chú mượn 4 cái rồi. Cho ổng mượn rồi đi đặt có 2 cái. Chế miếng dầu vô cho nó cháy. Để dầu cho nó đó. Để thôi nó không dầm. Mà bữa em đặt dính chuột bự lắm cả nhà. Bữa nay nhận dính chuột nhỏ quá. Cho vô cái khang. Chuột tay đi hết con đó nha, chạy mất tiêu con, còn có con một nữa, đã ba bắt dính được có hai con chuột có nhỏ xíu rồi mà còn đi nữa, thôi mình nướng con luôn đi. Quay qua mặn nó bắt đầu nó giục tay nó chạy nữa. Thơm quá, thơm rồi đó, có một thơm. Nướng liền thì là ngon luôn á. Chứ mình mặn mà mình để vô tủ lạnh hoặc là gì đó, nó bắt đầu mình qua ngày sau mình mới ăn đó là ăn không ngon. Cá ục thì sợ luôn cả nhà.
tại mà nó vàng là nó chín. Con bắt được hai con chuột, đặt gặp hên dính được hai con mà điên con. Hồi nãy xảy rồi đồng lượt theo, cái theo bắt đã được rồi. Cái đang trong lúc mặn á, đang mặn con này cái con kia trong gặp thì nó gặp này nó bị lủng, gặp này nó hơi cũ quá nó lủng. Đi đường này nè. Về sửa cái gạch lại mới được. Để mà mốt công mình đi đặt mà đi vũ lắm. Bắt ba con chuột mà phá đúng quá nè cả nhà. Không bắt hả là một đêm hay là nó ăn lỗ lúa mình là không biết bao nhiêu luôn á, dặm. Cả nhà thơm quá trời luôn nè. Nó thơm. Nó vàng rồi nè. Mà con chuột này nó hơi bị ốm, không có được mập không. Chảy con ngủ thiệt. Chuột đồng là nhiều người ở thành phố là nhiều người ta không dám ăn luôn, cái nhà mà thật sự thịt ăn rất là ngon luôn á. Ta nói nhìn nó thấy ghê. Lúc mà chưa mặn ra thì thấy ghê nha, lông thông hà. Rồi cái bắt đầu mặn ra thì là ngon cực kỳ luôn á. Món đặc sản của miền Tây đó cả nhà ơi, chuột nướng nè. Mà cũng không dễ dàng được bắt được con chuột nữa, chẳng ai luôn có bắt được á. Mình phải đi gà bẫy, mình phải lựa chỗ này ha, có chỗ có bụi rậm đồ này kia, có hang rồi thì mới có chuột, chứ không phải mình đi mình đặt hay khơi mà dính được con chuột đâu. Có đùm rồi nó, có đùm chuột mà nó bư ra nhiều á, như là nó bư cục đất nhỏ nhỏ cỡ bằng nhỏ đầu ngón tay nè, mà bư mình đi ruộng mình gặp cái đùm nó bư ra vậy ha, là cái đùm chuột là mình lấy cái gặp mình đặt chân cái đó là dính, hoặc là mình dẫn chó đi đào là dính. Còn mà nhiều người không biết xách xe khơi xách cái lợp cái đồng đặt là không bao giờ dính đâu. Hồi mấy năm trước là ở chỗ em là lúa, là người ta cắt lúa là bắt chuột rất là nhiều luôn á, nhưng mà giờ là chín được chỉ chừng tầm khoảng vài con là nhiều đó. Cũng kiểu như là người ta xịt thuốc với người ta hút rồi cả nhà, biết từ từ nó cũng bớt hết. Ồ, hết biết thơm luôn rồi đó. Ôi ôi, quá thơm luôn mày. Để đi em làm cái chén muối tiêu chanh coi. Có chuẩn bị muối tiêu nữa. Khô quá luôn. Cái này hơi nhiều, hơi chanh nhiều. Ngon rồi đó. Quá trời thơm luôn. Chết bà. Gì nó muốn khét luôn mày. Bà này nữa, cái nữa chín rồi đó. Nó làm mới cho chanh không, cái bài này muốn khác. Còn lửa than quá trời luôn. Để em xé cái đùi măng coi, chín cái đùi cả nhà ơi. Mình để đây nó vừa nóng kìa. Cái đùi vàng nhím luôn á. Nó biết luôn. Chấm cho miếng chuột chanh sạch sạch. Thơm ngon quá. Chín rồi.
hết chưa để nó khác. Nãy thì con ổn thiệt chứ, ngon quá luôn á, thịt ngọt cực kỳ luôn ta, nó thơm luôn. Không thể nào nói được, ngon quá. Con chuột cũng phải ăn với các cặp đùi với cặp đùi ngon. Bẻ nửa cầm mở nửa khúc đùi này ngon cái này. Ui nóng quá. Ui. Để đây đi. Ui cái này. Bốc khói luôn. Chấm cho miếng chia tành sạch sạch luôn. Khỏi bàn cãi luôn, quá ok luôn. Nãy hẻ điên con ổn thì cái nó nóng mà mình ăn ngon hơn chuột chiên nữa cả nhà. Cái này có thêm chai rượu đế nữa là ngon á. Xỉn hơn hoặc là một lon bia. Cái đùi mập quá, thấy nó nhỏ mà cái đùi cũng mập quá trời luôn. Mà vừa nhớ muối tiêu chanh chua chua cay cay lắm. Xúc sắc. Mình ăn nó tết gì chứ nó ngon cả nhà ơi. Ngon quá. Cả nhà theo dõi clip nhớ like đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em cả nhà. Đăng ký đi theo dõi video tiếp theo của em cả nhà ơi. Bye bye, em chào cả nhà nha. Bye bye. Luôn cả nhà ơi. Bữa nay 12 giờ sinh tồn ngoài đồng. Tuy nó đi mất con chuột nhưng mà còn con, nhưng mà mình ăn rất là ngon luôn cả nhà. Đồng nướng quá ok luôn. Cỡ này mấy em nhỏ thả diều quá trời luôn. Cần 2-3 con diều luôn cả nhà.